tỷ phú đi chuyên cơ chưa đã, quyết chơi lớn khi độ phản lực thành limousine cho thiên hạ trầm trồ. Vào năm 2020, một tỷ phú giấu tên đã quyết chi cả tỷ bạc chỉ để hô biến một chiếc máy bay riêng thành một chuyên cơ mặt đất theo đúng nghĩa đen. Cụ thể, Dan Harris, người chịu trách nhiệm cho bản đồ độc đáo này, đã phải mất đến 2 năm trời trong việc nghiên cứu chế tạo nhằm kết hợp thân máy bay với khung thép hoàn chỉnh. Trái tim của chiếc chuyên cơ mặt đất này là động cơ xe tải Chevrolet Vortex V8, dung tích 8,1 lít, sản sinh công suất 400 mã lực. Hơn nữa, do mang ADN của một chiếc limousine nên nội thất xe cũng thuộc hàng đẳng cấp với hàng ghế dài, hệ thống đèn LED và hệ thống âm thanh nổi, TV 42 inch và đường khâu kim cương trên ghế. Cuối cùng, giá của chiếc chuyên cơ mặt đất này hiện đang được đấu giá vào khoảng 3,8 triệu đô. Subscribe kênh để không bỏ lỡ những video thú vị về xe nhé!